dẫn tụ bao lâu bao nhiêu bao tử, cái món mà khó chơi này là nhất và nguồn gốc nó như thế nào mọi người nha. Cái nguồn gốc đó thì ở đến từ là mướn từ là Mông Cổ mọi người. Vì ở Mông Cổ thì họ sẽ dùng thịt cừu dê bò rất là nhiều. Ở Việt Nam mình thì mình thấy là cái món này đa số là ta sử dụng là bò Mỹ hoặc là bò Kobe. Tại bên bên kia thì người ta chỉ dùng từ Trung Hoa mọi người, giỡn có nghĩa là dê cừu mọi người ha. Còn tủ là cái bao tử bao quấn lại ha, rau và thịt. Thì đi với mọi người để xem ăn cái biển giờ nha. Mình sẽ lấy là cái thay tao được chưa, cầm luôn đi cho nó cái mọi người nha. Đây là thay tao nha, lần đầu tiên ăn mọi người nha. Đây thì bò nó sẽ bỏ trong đây mọi người nha. Nhưng mà tại vì ở bên giá mình thấy là thì mỗi nơi nó sẽ còn khác mọi người, tại đang đói mọi người không biết nguyên liệu hai cái này là cái gì nữa, nguyên liệu không biết hai cái này là cái gì nữa. Đây là thưởng thức nha. Cái này thì nó giòn dai, còn bên trong của nó thì mọi người nó sẽ để bò, nhưng mình nghĩ là quan trọng nhất là bên trong là bò như thế nào, bò nó ngon thì nó sẽ ngon, mà bò bên trong nó không ngon thì sẽ không ngon mọi người nha. Ok đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lẩu, lẩu tiếng Trung là khổ của gọi là lúa gì nhưng mọi người nha. Thằng em đi ăn cái lẩu rồi để đấy là nước lẩu mọi người nha, nước lẩu rất là ngon mọi người nha. Lẩu ở đây á, bên trong bò của nó tôi nói là bình thường, cũng bình thường tại mỗi nơi nó sẽ bò ngon. Ok và mọi người chú ý mọi người nha, sau khi mình ăn xong á thì mọi người đừng quên để mọi cái công dây nó buộc lên mọi người. Và sau khi xong rồi hỏi công dây này nó tiêu rồi thì tôi mới biết là nó nốt luôn là không biết là nó có tiêu hóa đâu nha, cho nên các bạn mình đi ăn phải lưu ý công dây này nha mọi người nha. Sẵn sườn.